Ồ, cá. Hello, Hiếu xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay thì Hiếu sẽ đi review với em trai đi cắm cổ ớt nha cả nhà. Đó. Đây em trai này cũng đi đi cắm cổ ớt nữa nha. Thì mở đầu video thì Hiếu xin gửi lời chúc sức khỏe anh cô dì chú bác gần xa và các anh em đồng nghiệp nha. Thì hôm nay thì Hiếu cũng không có đi săn bắt gì được. Đây thì đi theo mấy đứa em á review cho cả nhà xem. À, cái hành trình đi cắm ớt ở Trà Vinh nha. Đó nha, thấy không? Đó. Cắm thì đó. Yên quá trời vậy, cắm sâu sâu nghe coi chừng ruột á, đất này nó cát á. Không, cắm ở đây cắm ớt lạ lạ sao á nha, thấy không? Thì hôm nay cần câu có Hiếu không đi cắm á, rồi riết mục hết trơn á nha. Hiếu quay bằng điện thoại cái rung lắc đi nhà không cảm nha. Cắm đâu vậy anh trai? Ừ, cắm đây luôn hả? Đâu? Nhớ cười cười vậy. Trời ơi. Anh trai này đang mới cắm đâu nữa nè. Không nhanh vậy, anh trai này đang cắm này nữa nha. Đó. Chào cả nhà cái không chào cả nhà cái ghê. Tối nay bắt ếch khủng long tại mấy con ếch này nó nằm ở trong cái đìa nữa nha, một bự như không mà nó cũng ít, khi nhiều khi ít, gà chưa ai cắm nè, giờ mấy cái đìa mương mương như nè gần ếch đây núp lùm con nào mấy bự bự lạnh hả? Cu kia tối nay cắm đó, tối nay cắm ếch chắc có thể dính cái chê chứ chắc luôn. Con nhóc luôn không gài đâu có ai cắm đâu. Anh này đâu có thời gian đâu đi cắm. Làm cái mồi ở đây không có cắm cái mồi mồi bỏ dưới đất nghe nha, đây cắm mồi trùng nhưng mà mình làm cái mồi gì đó nha, ướt mà trời ơi. Là ba cái nước nhữ nữa nha, à, nước mắm tương tỏi ớt gì trong đó không có mở tương không đó, móc cho mồi trùng nghe nha, cắm con ếch là bỏ nước tương tỏi ớt gì đâu nè, Hiếu đâu có nói dốc đâu nha, thấy không đó, tỏi ớt nghe mùi nước mắm đường bột ngọt cũng có đủ luôn nha. Em trai kia thì đang cắm ở ngoài kia đó nha. Đó. Đây khu trong đây gần không đó nha. Nó vô nó ngứa không chết luôn, cái gì cái cây gì đó ngứa lắm đó nha. Đó, cái cây này nè. Quay cho nhà xem nè. Cái cây này ngứa lắm nha. Đó. Đó. Cái bông nó đụng vô mà đụng vô chân cái một cái ngứa gãy banh chành luôn đó nha đó. Ngứa dằn lắm, không biết cây gì nữa. Tiếng Khmer thì Hiếu biết, tiếng Việt thì Hiếu không biết gọi là cây gì nữa nè. Cái bông đó nè, đụng vô cái chân mình một cái một ha. Ủa, đụng nói chung là đụng vô ba cái da mình nè, nha. Da chân vậy nè. Ngứa lắm. Nè, có cái dũng địa nè. Cắm lên câu luôn, cái luôn. Ớt á. Ở Dũng này là có cái chắc luôn. Kia còn ngoài kia nữa. Mưa luôn. Đi review cho nhà xem. Mưa luôn nha, thấy không đó. Này có cái quả nón đẹp không cả nhà. Đây cảnh vang rừng không cả nhà. Đó. Thì em trai kia đang vô trong cái bụi đó cả nhà. Hiếu không vô. Còn sình nữa. Ơ cái gì không phải sình nữa. Cả nhà xin lỗi cả nhà nha. Gai á cả nhà, mấy cây này ngứa gai rồi không, Hiếu không vô. Về đây cả nhà. Đâu hết trơn hả trời. Đâu rồi? Ủa vô đó hả? Ủa cái đó gốc đó cũng có ếch á. Dạ, gai không cả nhà, bị chân không đó trời.
quay được có cái á, mình quay cái trong rừng tối tối vậy được cái điện thoại á, nó nát đó nha. Nhưng mà cái rung lắc thì nó sẽ không có chống được đó nha. À, cắm gì đó ngon á. Gì quá trời luôn ta. Trong đó cây đi. Ê ơi. Gì vậy? Kêu gì vậy? Ôi. Dạ bắt được trộn gì vậy? Tưởng kêu kêu tưởng bắt được trộn chứ. Hai ếch rồi trong rừng nữa nha. Nước ngập. Để mùa đầu mùa keo lợn cơ. Ừ dứt luôn. Đó. Đó làm mồi gì đó nha. Đó. Gì đó, dứt à. Tối dính con này 1 ký à. Mà vụ này chắc ếch không có bự nhiều đâu ha. Nhỏ nhỏ nhiều chắc nhỏ nhỏ nghi về nhỏ nhỏ nhiều thôi. Cắm rồi à, cắm mồi treo đó dứt. Bỏ thêm miếng nhức nhức nhữ tương tỏi ớt. Này có bỏ xả không? Có luôn hả? Ghiền gừng nữa chắc đầy đủ luôn hả gì? Đây cây nữa hả? Cái đường mương nước ấy, ngập á. Thì mấy cái này nói chung thì lúc trước là Hiếu cầm đây là dính muốn mỗi cần luôn nha cả nhà. Mấy năm rồi còn bây giờ thì không biết như thế nào nha. Nay thì mới trải nghiệm bây giờ còn mấy em trai. Mồi nhữ đó. Đây bây giờ cái đây Hiếu thì cấm là không cấm cái mồi mà để dưới đất đó nha. Để dưới đất á mấy con kiến con này con kia ăn hết trơn rồi. Cho nên là cấm mồi trùng luôn à, treo vậy đó. Rồi hồi nãy không đem cái ủng mang ủng theo nữa. Lội chân không, sợ đập gai. Cắm được mấy cần rồi? Trời mới có 4 cái hả? Dứt đen cái luôn không? Cái nhà người ta mang ủng Hiếu đi trên không nữa nha. Trời ơi. Đúng lội theo review nữa. Mà cái điện thoại thì thấy không? Trời tối tối trong rừng âm u vậy mà vẫn trong nha. Vẫn trong. Ngày tối phải mang ủng theo mới được. Đi ơi. Ừ. Mang dép cũng được. À, nguyên cái đìa bự nữa nha ha. Tối này có ếch ếch bự không? Ếch khổng lồ. Gai không tư. Yeah.
Ừ, không có ớt nha anh à. Cái này, nguyên cái mương bự, cái ao, ao người ta trồng nghệ, cái ao này hồi xưa nha. Chấm ở đây rất là im luôn nha nha. Nó ớt mới nhảy kìa không? Ớt mới nhảy luôn. Ớt mới nhảy cho này xuống nữa nha. Còn hải đây có cây cầu thụ nữa nha. Đây khu gần giáp với cạnh cánh đồng luôn nha. Đi qua đây review, ở đây có cái nhà biết không? Ở đây là có cái tháp cổ ghê lắm nha. Nằm dưới đây chung hồi xưa mấy anh em đi chung không dám, muốn không dám đi đường này luôn á nha. Gì vậy, cá hả? Quay bằng điện thoại nó rung quá. Cái gì vậy? À con cá lóc cả nhà. Mình thấy cái rồng nữa nè, à, có lòng rồng đi qua đây quá trời nè. Đây nè, đó con lại tới nè, cái nhà thấy thấy rõ không nữa chứ, đó lội quá trời cái nhà thấy không, đó đó lòng rồng nè, đó lóc con đó nha, gọi là bầy lòng rồng nha. Đó. Đó. Quá đã luôn nha, nó chui vô đó hết trơn rồi kìa, bầy lồng lồng con nha, nó lòm thấy không, cá mẹ nằm dưới á. Em trai mới cắm đây cần nữa nha. Nổi mông mà dính ớt bự. Còn đây coi review cái tháp cho các nhà xem. Nhỏ đi đây bẻ củi nha, đi ngang đây toàn chạy không sợ, nghe với lại nghe cái cây dầu ở đây nè, có một anh kia ông treo cổ tự tử luôn luôn á nha. Mấy đứa em này lúc trước đi cắm câu mấy năm trước á, còn mới mới á, chưa đứa nào dám đi đâu, sợ víu hết trơn. Đây trồng cái khu rừng này thì nhiều, cũng nhiều cái tháp lắm, tháp cổ mấy trăm năm tuổi, nhiều khi có tháp cả ngàn năm tuổi. Đó. Thấy không nhà, thấy không? Đó, đen kịt luôn nè, thấy không? Ông bà cho con xin review nha. Là xin quay thôi chứ không có ý ý định là phá gối gì nha. Nha, coi chân nhang nha. Tại vì con đi cắm câu ếch đi ngang á, còn lên con xin con review đó nha. Đó trời. Tháp, tháp cổ đó nha. Mình chắc ở mấy trăm năm mà tới nhà. Mình mở lên rong lên mang ghê. Trong đây cũng có cái lỗ này nha. Trong trống á, người ta bỏ hài cốt bên trong nha cả nhà. Thì trong trống á thì Hiếu không quay, nói chung là không có tiện tay đút vô trống quay không được nha, quay bên ngoài thôi. Thì trong trống thì Hiếu chỉ biết là bỏ những cốt hài thôi nha cả nhà. Nên là Hiếu không có vô đâu quay được nha. Nha. Ok. Thì tới đây thì Hiếu úp video nha cả nhà. Có gì tối thì Hiếu đi thăm rồi Hiếu sẽ review thêm cho cả nhà xem nha. Okay. Hello. Thì trời cũng tối nha cả nhà, thì mấy anh em cũng chuẩn bị là chiều cây đầu tiên luôn cả nhà. Ú dính đấy kìa, đây đây cả nhà ơi, đây đó cả nhà, đây 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 đây, quay coi trời, trời cũng bự rồi cả nhà đó. Cái này cây đầu tiên luôn cả nhà, đây quá đã luôn. Rồi gỡ đi em trời cắm cây đầu tiên dính rồi, hên như vậy.
quá, bén cả nhà nè, cái mồi nữa nha, đó. Nước mắm một ngọt đường nhiều cũng chín ếch đó chạy, thích luôn nha, cây đầu tiên luôn đó nha, hả? Chỗ này thì anh em coi thấy gì, chỗ này cây đầu tiên hồi chiều nè, dễ không? Có không? Đâu? Đây dính những con gì nữa đó cả nhà. Ồ, hay vậy. Đây cái nhà, em trai đây cũng cắm đây nè. Ồ, đựng con luôn nè. Quá đã luôn cả nhà. Đây. Đó, gỡ đi. Ồ, nó dậy banh chành nữa luôn cả nhà. Nó dính không? Cây đó không dính này. Hay cây này cây một người cắm một người một cây ấy nha, cây đầu tiên này dính này, một cỏ này, mây cái này nè cả nhà, nó dính nữa hả, ui để em để, đây dính nước nha, ơi, đây bãi cỏ này cho nên là ớt nó khoái lắm nha, rồi, u khủng lồ vậy, trời ơi trời, nhà cái nhà con cua lại ra, lại kẹp đó nha, đó, thấy không cua nè. Kẹp ngồi để giò luôn ạ, à. Cua nè cái nhà, đó, thôi em luôn, gỡ đi em trai, bên đó có cấm nữa hả, chung lùm, dính không, thấy dính không, nhìn không thấy à, rồi gỡ đi, con này khủng long luôn ạ, nó được bự mấy, cua, cái nhắc à, ôi cua bự đó nha. Cua cái nha, hơi thả này cho nó đi ra ngoài nha, mò đi đi, để làm giống đó nha, cua cái càng ngày càng phát triển, mấy cái lùm lùm ba cái gừng gừng nha, cho nên là có ba cái mưa nước này nữa nha, là nó cái ếch nó chui trong nó ra nha. Em trai đó mặc cái áo có cái dạ quang gì đâu mà nó sáng dữ rồi, như đèn lát luôn, dễ whip hả, dính không, không dính hả, ngay con đường này hồi chiều chạy nhé, con mồi nhé nha, con mồi chưa dính. Cái này hình như nó chưa ra khỏi sáng nó dính rồi. Cây này chưa có dính nữa nha. Này sáng dính chắc rồi. Đường nước im quá nè. Coi luôn. Xảy ra hả? Ờ, uống rồi. Này cái bầy lông còn hồi chiều vẫn còn ở đây luôn nữa nha. Giờ tối nó hơi tảng tảng hết trơn rồi nha, thấy không? Bầy ngày chiều á. Bầy cá lục rộng. Đi thiên nhiên có sợ ma không? Sợ ma không? Khu toàn là khu dữ dữ không á. Ủa, tôi cái ao này đã vậy, dính không? Sảy nó rồi. Ồ, dính nó sảy nè, quăng lên. Có dấu chân nó vào đây nha, thấy không? Đó. Dấu chân nó vào rồi. Dính không em trời? Này cắm ngay chân nó mới im, tại nó nhảy lên cuộn hết nha. Đó cắm không? Bên đó hay ngon á, nhảy nhảy có cái đường nó nhảy lên cuộn á.
ở ngay trần cái tháp quan này cả nhà. Đó. Đó. Qua răng nha. Cầu cờ vô đó. Hình mặt thần gì nữa nha. Đó. Tiếng Việt thì hiểu không biết nha nha. Thần gì không biết nhưng mà tiếng Khmer thì hiểu biết á. Này thì thần bốn mặt nha, bên trên ngọn. Mấy cái em đi bỏ hết trơn rồi. Đó rồi. Chui vô đâu hết trơn. Có gì đâu. Cái ao ngon chứ. Đúng không? Rồi, uống dữ rồi trời. Ớt những dụng này vậy nha. Chui lùm chui gì đâu không à. Mé gừng đó nha. Ô lại đây chó nó sủa vậy. Dính hả dính hả. Ô ô ô bắt cái gì. Cái gì bữa không. Ồ chó nó sủa vậy nha. Ớt nè cũng vừa vừa. Trời ơi bắt đã luôn. Đó ít đen kịch nè. Ở dính không? Ừ, cái này hơi úp cái nhà chó sổ quá. Lội trong lùm luôn á nha. Cây này không có dính hết trơn. Chưa có dính. Đâu, dính luôn hả? Ờ, khủng long luôn. Trời ơi, cua bự rồi. Cua kẹp đứt luôn rồi, hai con cua luôn. Cua kẹp đứt chân luôn rồi. Ờ. Cũng vỏ hết. Quá, cái bự luôn rồi. À, hết gì đâu, cua cắn tàn nhẫn rồi trời. Trước đây cũng có gắn hay là theo ba cái lùm lùm mẹ nó ngủ giờ cũng không có. Lúc trước Hiếu cũng đi bắt giờ hết rồi nghỉ luôn bỏ nghề luôn rồi nè. Nhát. Ồ cái nhà coi nè dấu chân nữa nè. Ừ. Ngoài đó con ấy ô nhảy xuống rồi. Có cái mương nữa nè. Dính luôn hả? Trời, bự không? Ồ, cũng bự mà. Trời, ếch lớn mà là nhảy kìa. Nó nhờ. Ờ. Hết cái bự luôn. Này gỡ đi. Vậy mà nhảy lúc 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 tới nó khủng rồi chứ. Nó khủng rồ à. Khủng rồ. Mùa này là ếch nó không có bự nữa nha. Lúa này còn xanh nữa nha. Đẹp trai quá bởi vì đi cắm câu câu ếch không ăn. Thôi ơi tới đây tới hết bẫy rồi hết hết cần câu mà dính con bự rồi khủng long nữa đâu đâu đâu. Ô trời ếch gì ếch khủng long luôn á ngài. Trời ơi quá trời im vậy mà. Đó. Thì tới đây thì cũng hết bẫy hết cần câu rồi đó nha. Cắm chiều mấy anh em cắm có mấy chục cần nè. Có 40 cần gì đó cả nhà. Nhưng mà cũng dính ít xịu à. Thì đó, em trai cũng được có mấy con đó nha. Đây cũng được mấy con. Coi không thấy nữa chứ. Thì thôi thì video ở đây cũng hơi dài rồi cả nhà. Có gì thì Hiếu sẽ up video ở đây nha. Thì nói chung đi cắm câu giải trí thôi.
Thì Hiếu cũng xin gửi lời chúc sức khỏe có gì chú bác gần xa và các anh đồng nghiệp đã vào thời gian qua đã xem và ủng hộ Hiếu nha. Bye bye cả nhà không ơi. Bye bye cả nhà đây. Rồi ok. Đâu, bye bye cả nhà đây. Đẹp trai mà ngại ghê ha. Ok, Hiếu thì Hiếu cũng xin bây giờ tại nhà nha.